chiếc nữa ông chú ra dùng mèo bà đen như vậy cha không Bố chào bác sĩ Đô La. Chào bố. Bác sĩ Đô La đang cho chim ăn hả? À. Con chim này biết hót chưa? Chưa. Chưa biết hót hả? Thế hôm nay bác sĩ Đô La có bệnh nhân đến khám chưa? Chưa. Này, cô khám được bệnh nhân. Bác sĩ Đô La có bệnh nhân kìa. Hình như Tôn Ngộ Không đó. Bác sĩ Đô La tiêm cho Đại Thánh một mũi tiêm đi. Cảm ơn bác sĩ nhé. Bác sĩ cái người tạo giỏi quá. Ok rồi.